Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của Khang để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai đây quý vị ơi. Đó. Để tàn song hành. Đó, để tàn đẹp hết trơn này ha. Đây chào Khang. Dạ chào anh. Dạ chào cô chú anh chị trên toàn quốc ha. Bữa nay em về một số mai tàn nha cô chú anh chị. Có cây nào được ưng ủng hộ em ha. Cứ thấy cây nào được rồi cứ alo cho em ha cô chú anh chị. Em bao ship cây nào cao quá thì em bao ship 200 cây số. Còn cây giống vậy thì em bao ship cho cô chú mình toàn quốc ha. Rồi. Có diện lá em cây nào mà toàn quốc thì em báo cho cô chú anh chị. Còn cây nào 200 cây số thì em báo cho cô chú anh chị ha. Số điện thoại của em là 0366179776 nhà là số Zalo của em nha cô chú anh chị. Rồi coi hết clip coi cây nào được ưng ủng hộ em ha cô chú anh chị. Cây rồi em vô cây mã số 1 ha. Mã số 1 thì mình ước lượng cao ngang như quý vị. Thì cao này chắc khoảng tầm là 1m7 ha, tán ngang cũng cỡ hơn 1m7 luôn rồi quý vị. Đó, tàn tròn ha. Rộng. Cô chú anh chị đón xem ủng hộ em ha, bữa nay em về mai đẹp lắm á. Để rồi. Đẹp tàn đẹp luôn. Rồi quý vị cố gắng mình xem tới cuối clip luôn ha. Em... cây nào cũng đẹp hấp dẫn hết. Hai em này dán lắc đây. Hả nào ưng ý thì cô chú anh chị cứ alo cho em đi ha. Cái này dán lắc lượng đẹp luôn á, bộ đế khỏi chê luôn cô chú anh chị. Rồi mình vô cái hoành em nói nha quý vị. Rồi hoành 23 có hơn rồi, ha. Rồi 23 hoành mà tôi nguyên cái đầu đế nè. Hết biết ha. Đầu đế quá trời cô chú chị. Đế là đế đều bốn mặt. Cái này, mã 1 em vô 2 triệu qua ship toàn quốc. Rồi 2 triệu quý vị. Nồi đế. Qua wow, trời cái nồi đế hết hồn luôn cô chú chị ơi. 2 triệu bao ship rồi nha quý vị. Toàn quốc cho quý vị luôn. Rồi mình xuống cây. Chỗ đâu? Khoan đi ra đi, ra đi. Đi ra đi. Rồi tiếp tục là mã số 2 đây quý vị. Đó, tàn cũng bự luôn ha. Rồi em này mình ước lượng cao khoảng tầm là 1m9 nha quý vị. Tán ngang cũng khoảng là 1m7 nữa ha. Đó, tàn bự. Còn xương cành nè quý vị, ngắm nghía kỹ xương cành ha. Từ đỉnh đây. Dài dài xuống luôn. Đều luôn ha, đều rang ha. Này đế đẹp mà tàn đẹp á cô chú anh chị. Rồi, cái cây này em vận chuyển á bị cấn á mà nó tét rồi ông xã em có quấn lại rồi ha. Rồi. Em bán rẻ cho cô chú anh chị. Rồi mình cho cái hoành luôn nha quý vị ơi. Em này bẻ co này cũng ngặt quá ha. Co ngặt mà em đo trên đây ha. Rồi đo ngay cổ đi. 24. Cổ cái co quý vị này có cái ức ở dưới đây ha. Có cái ức nào 24 ha. Rồi. Nếu đo cái ức hơi bự à. 28. Đó. Rồi. Rồi cái này nó bị vậy em để cho cô chú anh chị 1.6 triệu bao ship. Để cái gì cái wow, trời bộ đế của chú anh chị. Chống chịu có ra ha. Cái lưng nữa nè. Bè lưng này cô chú anh chị. Đó. Đó. Lưng ha. Quá trời bộ đế. Có chân chống chân chịu luôn ha. Rồi. 1.6 triệu. 1.6 triệu em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn, mã số 3 quý vị. Đó. Rồi quý vị ơi, quý vị có cái nhà ý mà chốt bữa nay mình quay khoảng tầm 20 cây trở lại quý vị. Nếu mà quý vị có nhà ý chốt hết nguyên clip ha thì Khang sẽ có giá sỉ yêu thương cho quý vị ha. Đúng rồi. Đó. Thì em này cao tầm khoảng 1m8 nhưng quý vị tán ngang cũng khoảng 1m7 1m8 luôn đó quý vị. Nó nằm ở khoảng đó ha. Tàn cắt tỉa tròn nè. Cây to quá trời. Tay thì còn dư cây rất là nhiều đó ha. Cây to đùng luôn cô chú anh chị. Xương cành đây. Đón xem hết clip ủng hộ em nha cô chú anh chị. Bữa nay về cho cô chú anh chị mình nhiều cây đẹp luôn. Tàn đặt cái tròn này ha. Tàn đẹp mà đế đẹp luôn đó cô chú anh chị. Rồi này cây hồi mình đo. Đó làm sao không biết đo tổng thể đi. Tại có cây tử ôm ha. Cái tử ôm. Ngắn luôn. Đây ha. Rồi ngắn đó ha. Rồi chỉ đo nó hết biết chỗ đo rồi quý vị. 32 yếu xíu tính 31. Rồi. Đo ngang ngắn đó nha quý vị. Thì em đo cái bộ củ đế này ha. Rồi. Củ đế nó 54. Đó. Rồi đo ngang cắn xuống ngang đây thì nó bự hơn. Đó, ôm hết đế nha quý vị. Đó phần nồi đế nổi trên nè. Nó ra tới 64 ha. 64. Đó. Rồi xe cái củ đế của gì ngắm nghĩa kỹ cái củ đế này ha. Đó, củ gom. Cái cây này ha. Quái quái đẹp cô chú anh chị.
Này em ship toàn quốc cho cô chú anh chị được nha. Rồi, cho luôn có 3 triệu rồi cô chú anh chị. Rồi, 3 triệu em bao ship toàn quốc. Để hàng giữ ha. Gom gom cộng nó chảng chảng ha. Hai bể tay em không hết luôn. Còn bên kia nó ôm mấy phần nữa à. Áo cái gì ôm mấy phần nữa đây ha. Cái này quái quái ha, cái cụ đế nó thắt thắt với nhau. Gom. Ừ. Rồi 2 triệu 8 ha. Ê 3 triệu. Mấy? Ủa 2 ờ 2 3 triệu. 3 triệu hả? Ừ. Rồi, mã số 3 3 triệu. Rồi, xuống cây. Trời ơi, ca khiên kỳ ha. Ba người khiêng xuống không nổi luôn hả? Sao kỳ vậy, mọi người kéo cũng được hả? Em anh lên đi. Bỏ nó đi rồi bắt đầu. Để lên. Rồi, nặng nè, ba người lên. Đó, mã số 4 à, quý vị ơi. Này cao nè, tàn bự nè. Rồi em này cao chắc khoảng lấy hết đỉnh đọt chắc khoảng tầm là 2m4 nhân quý vị. Còn tán ngang em này chắc khoảng tầm này tán ngang khoảng 2m à ha. Nghe nó to quá rồi. Rồi tán rộng quá nó vướng cây hết bên kia rồi. Thôi nó kéo sang đây qua trước. Tàn bự chảng rồi quý vị ơi. Rồi mời quý vị mình xem xương cành em nó ha. Đây từ đỉnh đây. Đó, à, cái đọt nó có xíu ha cô chú anh chị. À, cái củ từ to cũng... mà cái đọt có xíu à. Tay cành đặt hết trơn luôn nè. Mã số 4 này em vô lưu cho cô chú anh chị mình. Ủa quên nữa tự nhiên. Thì báo giá trước cũng được. Em không có, em anh tính nói bao ship toàn quốc hay là bao 200 cái số mà em quên. Cho cái hoành luôn nè. Rồi vô cái hoành luôn đi, rồi báo giá. Không có hết, tính nói toàn quốc hả ba. Rồi hoành 33 cô chú anh chị. Rồi 33 đúng ha. Ừ. Rồi 33 hoành. Để đây. Đó, đây cũng cứng đế rồi nè ha. 3 triệu luôn cô chú anh chị. Rồi 3 bà triệu. Này à, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị được luôn nha. Ý là nãy em tính nói vậy á. Rồi xuống cây. À, trời cây với em không xin nê vậy cả nhà. À. Toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Cho quý vị ở xa xa có cây bự chơi luôn. Khoan khoan xúc xúc đẳng. Rồi. Tiếp tục thôi. Trời ơi. Để nồm ha. Qua thứ cây này bộ đế. Nè. Mã số mấy? Mã số 5. Mã số 5 nha cô chú anh chị. Cây nào cái nấy to nè cô chú anh chị. Rồi em này cao tầm khoảng 2m4 luôn à quý vị ơi. Anh kéo ra dướng cây. Rồi dướng nữa tàn rộng dướng cây bên đây luôn nữa rồi. Rồi tán ngang chắc khoảng tầm mét 9 rồi quý vị ơi. Kê lại cái rồi. Đó, tàn rộng luôn ha. Cái đậu niễn của anh đây à. Rồi quý vị ơi. Cây này là cây trật chứ không phải cây nó xiêm nhẹ như vậy. Tại cái bầu dưới làm hơi trong chờ nó không được ngay nè. Đó. Rồi trật cái đó. Cái bầu là bên mỏng bên dày ha. Rồi okay. Đứng rồi đó ha. Chim cái bầu lên cái cây mình đứng nè. Rồi tay cành đều kiểu gì ha. Hố quá bảnh quá trời. Rồi đây. Nhìn nghe cái bệ đế em này nè. Đó đế nôm. Đế của chú anh chị. Đế nè. Em nè hai tay nè. Em với đế nè. Em với đế không xin đi. Rồi vô cái bệnh luôn. Bữa nay em về mai này. Có được ủng hộ em đi cô chú anh chị. Rồi 36 hoành gần rồi. 37, hai mắt nó 37 nè. Rồi đây quý vị. Nếu em đo xích xuống như vậy là 37 nè. Đó không? 36 là chắc ha. 36 đi. Lấy nguyên cái nồi đế thuận hết cây, hết xuống nồi đế lên tới mà tới đây. Hết như vậy đây. Lấy hết nha quý vị. Ốm nhẹ nhẹ nha đi. Vô đây luôn. Hết thước kéo. Luôn rồi. Kéo. Hết rồi hết thước á. Kéo luôn vô tới đây nè. Kéo vô luôn hả? Trùng lại. Ừ, chặt thước này vậy nè. Vậy được không? Mét mấy? Mét 25. Rồi, mét 25 nha quý vị. Đó. Cái nồi đế hàng nè, đế nè. Quý vị quan sát kỹ nha, cọng nào này. Bự không nhưng quý vị. Đây, tiếp luôn. Đó, đế quý vị, đó. Quá thứ luôn, quá trả nam bự. Đế nam bự luôn ha, cộng. Này em bao 200 cái số thôi cô chú anh chị. Quá xa đế ha. 5 triệu em bao ship toàn quốc, 200 cái số nha. Rồi 5 triệu bao ship 200 km. Rồi xuống cây. Nồi đế quá xa nồi đế. Rồi đánh cây mới luôn.
thấy không? Mã số 6. Số 6. Rồi mã số 6 thì em này cao tầm khoảng là 1m8. À, tán ngang thì mình lấy khoảng 1,5m nha quý vị. Rồi đọc chủ nó đây. Rồi mời quý vị mình xem xương cành từ trên xuống nha. Đó. Trong quá trình xem quý vị ưng ý mà số nào cứ alo trực tiếp cho Khang ha. Đây là số điện thoại của Khang thì mình để trên phần tiêu đề nha quý vị. Còn quý vị mà có nhà ý chốt hết clip có giá sỉ luôn nha. Rồi vô cái hoành luôn. Này em đo cái hoành chắc trên lên. Đo trên rồi, đây đi. Ngang cái mình đi ha. Ngang cái mình ngoài mình đi. Đó là nhiêu? 27. 27. 27 hoành nha quý vị. Đo tuốt trên cái mình trên ha. Cái này có cái mình ngắn ha. Ngủng à. Dễ thương ha. Rồi xay xay luôn. Đế cộng bự bự luôn ha. Chống chịu trước có luôn. Đó, khéo đế quá nè. Lưng bẻ thì ngắn ha. Rồi mã số em cho luôn 2,5 triệu bao ship của chú anh chị. Rồi. Toàn quốc. 2,5 triệu bao ship toàn quốc. Toàn quốc luôn. Rồi. Xuống cây số 6. Ừ. Rồi, mình lên cây số 7 luôn. Đắt con kéo cái cây kia vô. Lên lên lên, phụ. Quá thứ cây số 7 rồi. Rồi cây số 7 bẻ ngặt luôn dưới luôn ha. Không có là đóng khối đây một cột đây luôn. Rồi. Em này cao khoảng 1m8 nhưng quý vị tán ngang khoảng 1m6 ha. Đó, tàn xòe rộng nè. Đó. Đây cái tàn đó đây. Cái gì mình quan sát kỹ ha. Đây, đều hết trơn ha. Em này đặc biệt là cái phần đoạn dưới nè. À quý vị, cái co bẻ 7. Ngặt luôn ha. Đó. Rồi, mình vô cái hoành ha quý vị, nãy co bẻ đụng cái cọng rễ dưới luôn nè. À, dính luôn rồi cô chú anh chị, mốt sẽ đóng khối nó dính với nhau luôn á. Ôm nguyên bể bực chản đó luôn rồi cho cái hoành đi. Okay. Đo vậy ha. Rồi đo ngang đó là 37. 37 ha, 7 dư xíu đó quý vị, đó. Bẻ cái cổ ngặt luôn ha. Rồi để đây, để với cái khoanh này ha. Thì cái này em vô lô 4,2 triệu em bao ship của toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Nghe kỹ nha, từ từ đây. 4,2 triệu em bao ship toàn quốc luôn nha, kính để luôn ha. 4,2 triệu quý vị, cây bẻ ngặt đẹp quá. Rồi xuống cây luôn. Ừ, vô đây đi. Vậy. Rồi lên cây tiếp theo luôn. Nó là lên một mình gì nổi. Bốn người lên. Lên chắc này chắc đụng nóc nhà quá. Rồi xém nóc nhà luôn. Còn xíu nó là đụng nóc nhà luôn rồi quý vị ơi nè. Ăn cắt cái tàn xong cắt cái ra. Rồi, cây này còn dây luôn. Đời này mình kéo lên nha quý vị, tại mình khi ra xa nữa bị chói nắng nha quý vị, mình kéo lên nha quý vị. Đứng đây kéo lên ha. Cao này chắc khoảng tầm 2m7 ha quý vị ơi. Nó đụng cái nóc ở trên luôn nè. Đó, xíu nữa ha. Chắc khoảng tầm 2m7 ha. Tán ngang quý vị ơi, tán ngang ra này chắc tao coi 2m mấy đây. Mỗi bên này hơn 1m nè. Đó. À, tán ngang khoảng tầm 2,5m á quý vị ơi, cao khoảng tầm là 2,7 m 2,8 m vậy ha. Đây. Wow, trời cây cao này em ship 200 cây số của chú anh chị. Cây này là 200 chắc rồi, này toàn quốc chắc vô phương nổi rồi ha. Nổi nhưng mà phí nó cao dữ lắm. Phí cao dữ lắm. À. Nồi đế hết sức luôn của chú anh chị ơi. Quý vị ngắm nghía trước đi ha. Nồi đế mà xuống liền, từ từ xuống ha. Này cổ bẻ cũng ngắn quá ha. Đây quý vị cái cổ bẻ anh. Cổ bẻ không biết đo làm sao luôn nè. Hoành to mà bẻ cái cổ có xíu là nó thành một khối luôn. U luôn ha. Này đo làm sao đây? Xen vòng cái xen vòng nhẹ nhẹ cho cô chú anh chị tham khảo cái coi. Có con thú. Con thú nó nằm nè cô chú anh chị. Trời ơi. Cái đít thì nó. Này đo làm sao đây? Chắc em đoàn đo đại vậy đi chứ giờ sao? Đó, đúng rồi đó. Nè. Kéo thẳng thước lên nhìn, kéo xéo nhìn.
đó, ngay đây không quý vị? Đó, ngay đây nha cô chú anh chị. Kéo đó lên nè. Nè, 4 cấn này nè. Hết có hết đường vô nữa rồi hả quý vị? Nè. Cho xéo xéo như 39 đi ha. 39 cho nó đẹp đi. 40 hả? 40. À, à, cứng ngắt luôn rồi đó. Quay qua đây cho anh em. À, 40 à, 40 đúng luôn nha quý vị. Nè, quay đây nhìn thước nè. Và thước bên đây luôn. Đó đó, cỏ vậy. Đừng đo xuống như vậy chắc nó to lắm, không có đo đâu, thử coi. Đó, thử cái cưỡng đâu ra được, đo nguyên cái đít luôn đi. Đúng rồi, đo cái đít á. Rồi ôm luôn cái đít nha quý vị. Ôm luôn cái đít cho cô chú anh chị. 72 ha. Đó, ôm cái đít. Đít này bự quá. Cái thúng luôn rồi. Wow, trời, cây này quá dị cà na luôn. Đít này bảy mấy luôn dữ ha. Đít này đi thi hoa hậu cũng được. Rồi cây này em giao lưu 6,5 triệu em bao ship 200 cây số của chú anh chị. Rồi từ từ cái nha. Quá thứ cái cây này mấy anh em ơi. Đít hết biết đít luôn ha. Wow, trời, cái điều bốn mặt luôn á. Đế vàng ươm ha. Lô này em mới về nha cô chú anh chị. Coi được ưng ủng hộ em hết cô chú anh chị. Khoan cái xuống cây nha, cho quý vị hình ngắm nghía lại cái xương cành nó. Cái wow, trời, xương cành nó lực lực không à. Cành nó to đùng nè cô chú anh chị. Cao có nè, ngang có nè, hai xương cành quý vị ngắm nghía kỹ thêm lần nữa nè. À, xuống thấy cái bể đít nữa nè. À, này cô chú anh chị về chắc ít bữa ra có thấy mặt bông á. Em có cây kia có mặt bông không à, 7-8 cánh gì á. Cái này đang ôm nụ nè. Đang ôm nụ, cái lô này nó mạnh cây quá trời, nó như là sức khỏe nó dồi dào sao nó ôm nụ quá trời. Rồi, dừng cái. Qua wow, xuất cái đít. Tay em không xin nê. Rồi, xuống cây. Cười mém mém hoài. Cười mối miệng quá. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Thì mã số này có mấy không biết nữa. Rồi, em này cái tàn à. Quá khủng. Cái tàn xè, quá xa cái tàn xè quý vị ơi. Quá xa đó. Ê. Quá mà tiễn không mấy anh em ơi. Tàn xè dữ ha. Quá sắc cái tàn này 3 mét. Em về có được có 30-40 cây nha cô chú anh chị. Coi ơi là được rồi, chốt hết em đem bán giá sỉ cho cô chú anh chị luôn nha. Chia lại luôn. Chia lại luôn. Giá sỉ. Lô này có mấy chục cây thôi, mấy chục cây tàn à. Còn cái lô kia anh kia ủng hộ em hết trơn rồi. Rồi em này cao chắc khoảng tầm 2m mốt rồi quý vị, còn tán ngang thì rộng thênh thang luôn. Này mỗi một bên 1m mấy đâu quý vị ơi, này chắc khoảng tầm là này biết nhiều đó nữa, ước lượng nha quý vị, ước lượng nha quý vị. 3m á. Khoảng 3m hả? Ờ ngang tầm thôi lấy 2m8 đi. Đúng rồi. Ít thôi. 2m8 cho chắc đi ha. À, rồi xương cành đi ha. Đầu voi đu chuột luôn á cô chú anh chị. Thấy không? Cái ngọn nó có xíu xíu bằng ngón tay à. Đó, đó, xương cành ngát hết trơn luôn ha. Thoát thân thấp luôn. Đó, dừng lại cho cái quạch. Cái này nó bị cấn miếng da đi ha, xíu ha. Cho miếng da xíu. Rồi, chào cái quạch. Rồi, 33 quạch. Rồi, quạch 33. 4,2 triệu em bao ship toàn quốc. Rồi, để luôn. 4,2 triệu của gì vậy? Bao ship toàn quốc luôn. Ai, để luôn đây. Kỹ đế nha. Cụ đế quá trời, đế nó sẵn sẵn luôn ha, mà tự nhiên nó bị tét da xíu ha. Cái em lấy keo liền thiện tha vô cái. Đó, cây vậy mà giá có 4 triệu mấy? 4 triệu 2 à, tự nhiên nó bị bể da da miếng nữa. Quá sắc này ha. Quá toàn quá cây này nha. Rồi, xuống cây. Quá trời, cây này tàn xương ngang. Chắc cho ra lộ luôn đi. Ngoài lộ trước đi thôi, hồi đem vô ha. Hoặc là hồi ship cho quý vị luôn. Rồi, tiếp tục luôn, mã số mấy? Mã số mấy nữa? Mã số mấy nữa? Mã số 10. Ủa ghi chưa anh? Rồi, mã số 10 đây quý vị. Rồi ghi vô mã 10 đi. Để không lại hả? Okay. Rồi, em này cũng khá là cao ha. Này mình ước lượng chắc khoảng tầm 2m3, 2m4 gì quý vị ơi, nằm ở khoảng đó ha. Rồi tán ngang tầm khoảng tán ngang chắc khoảng tầm 1m8, 1m9 gì quý vị. Đó, tàn bự quá. Rồi đột chủ ha, quý vị ngắm nghía xương cành luôn. Cây to lắm cô chú chị ơi. Em đứng không xin nê gì á.
Rồi sao sao vậy ngắm nghía xương cành ha. Của cây kia kìa không ơi. Rồi xây 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 luôn. Cái chân đụng rớt mặt bông nhá không. Rồi vô cái hoành luôn. Này cái đít này cũng bự dữ à. Đít này thú nè. Có cái đuôi nè. Rồi vô cái hoành cái hoành ha. Hoành em đo gì nha cô chú anh chị. Đo ngang đó là 35 đúng luôn. 35 đúng nè. Rồi kéo luôn ôm cái củ thử nhiêu. Kéo ôm củ luôn cô chú. Cái đít cây. Cái đít cây. Có cái đuôi nha. Vòng qua đó là 75 đi ha. 75. Đó không. Rồi để đây quý vị. Đó. Có cái đít luôn cô chú anh chị ơi. Có cái đuôi luôn. Đó, hai chân tròn thước nha ha. Này chỉ cành lực lực không cô chú anh chị. Đó. Cô chú anh chị theo dõi em có nhiều cây đẹp lắm nha. Rồi giao lưu như đây Khang. Rồi cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình 4,8 triệu bao ship 200 cây số. Rồi mã số 10. Mã số 10. Rồi mình xuống cây. Cây bự bự không có gì tàn đẹp đấy, đẹp đẹp không ha. Bao ship cho quý vị rồi, giá này thì thấy cũng ok quá rồi ha quý vị. Rồi ok không nói lắm. Chuẩn bị lên một siêu phẩm nè mấy anh em. Rồi siêu phẩm đây. Quá sức. Siêu phẩm của clip hôm nay đây. Hả? Lên phụ Khang ơi. Ba người dừng lên không nổi nha. Ủa sao không có vậy? Phải tăng thắt dây trời. Trời ơi. Quá xa rồi. Quá wow, một siêu phẩm. Phải thắt dây á, mình dây á. Ha. Rồi, đẹp quá. Quá xuất. Em này cao khoảng tầm 2 mét, tán ngang chắc khoảng 2,5 mét rồi quý vị ơi. Đó, tàn xe đẹp luôn. Có mặt hoa nè. Rồi dừng dừng dừng. Đây đưa thẳng tay lên rồi, rồi đây. Hoa mình đếm cánh nha, 2, 4, 6, 8, 9 cánh đây rồi quý vị. Đó. Bông cánh màu màu vàng vàng đẹp ghê á. Đây. Đó, hết tay rồi quý vị, hết nó hang nè. 8, 9 cánh luôn á. Rồi độc chủ nè. Rồi xây chậm chậm cho quý vị mình ngắm nghía xương cành luôn. Em này xương cành đây khỏi chê rồi ha quý vị. Đó. Mã số 11 chứ cô chú anh chị. Quá đỉnh luôn cô chú anh chị ơi. Em không có si nê gì luôn. Kéo, đây. Kéo ra cho gì ngắm nghía. Đế nó đều mà có cột cái đít nở. Đẹp quá ha. Lâu lâu được săn được vườn đẹp nhớ ủng hộ em nha cô chú anh chị. Đẹp quá. Thôi ra đứng về quay hoài chứ. Nói chuyện wow, vô. Một siêu phẩm cây này. Vô hoành đi. Đây em đo trên đó, trên đó đi ha. Trên cái cổ vậy này nha. 44 hoành. Đó là múc trên nha cô chú anh chị. Còn lấy cái củ nạc thử bao nhiêu. Nạc thôi nha quý vị. Đó, ôm hết cái nạc đó ha. Là 58. 8 cái nạc ha. Tổng rồi đế cho cô chú anh chị coi. Tổng rồi đế thiếu dây. Tổng rồi đế là thì mình cộng thêm vô vài cái gan tay nữa. 1,5 mét. 2 mét. Tổng là 2 hai gan tay của em nữa đó. 2 gan nữa. 1,9 mét đi. Cộng dây nè, 1,5 mét nè. 2 gan mình 40. Nói chung là gần 2 mét đó quý vị ơi. Hồi đế gần 2 mét ha. Rồi đường kính bầu luôn ha. Kính bầu nó là 90 đó à. 9... Ủa? Vậy 7 mấy hả? Ủa 70. 70. 70 đi ha. Không rồi, thấy, nằm vào không thấy. 70 cô chú anh chị, đường kính bầu là 70 nha. Wow, tay cành. Tay cành của nó là để em đo tay cành cho cô chú anh chị coi luôn. Rồi tay cành nhất luôn. Âm sắc cậy luôn nhiêu. 17 ha. Tay cành không 17 rồi. Tay cành nhì bên kia nhiêu. 17 luôn. 17 luôn. Hai anh em cũng đối diện nhau nào nhất là gì cũng vậy. 17 luôn. Thử tay nó coi. Siêu phẩm quay lâu lâu cho mấy anh em tham khảo. Đây 16. 16. Đó, tay cành 16, 17, 16, 17 không có cái gì. Trên thì nhỏ hơn. Đó. Ngắm nghĩ kỹ lại lần nữa nha quý vị. Quá đây, trời quá đất em luôn. Em này đẹp rồi quay cho nhiều nhiều quý vị. Xem kỹ. Tại cây đẹp thì giá trị nó sẽ cao. Quay mã số 11 ha. Em giao lưu cho cô chú anh chị mình nhiêu 200 cây số thôi chứ nó bự quá vào xa quá nó quăng bể hết. Nhiêu tiền? 15 triệu bao ship 200 cây số nha. Rồi 15 triệu nha quý vị. Rồi xây xây cái nữa đi ha. Quá thứ cái cây mấy anh em ơi. Bao 200 cây số nha cô chú anh chị. Tao Khang lại ngồi cái góc vô cái góc kìa Khang.
Rồi. Cái mặt cây. Em với cái cây không ra gì luôn cô chú anh chị. Cái mặt cái cây nó mà cái cây nó bự hơn mặt. Hàng đáng sưu tầm đây quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Quá lùng lực. Này là đúng là lùng lực tàn tròn luôn cô chú anh chị. Trước luôn đây đặng hồi lên cái cây đó nữa đang vô một tập. Cái anh em thẳng thảo luôn. Giữ ha. Kéo qua cửa đây đi. Đây, rồi, siêu phẩm lên đó, mấy em ơi. Một siêu phẩm nữa đây. Còn nhiều siêu phẩm lắm nghe cả nhà. Đây. Cái gì ráng còn nhiều siêu phẩm lắm nha mấy anh chị. Cái này. Bốn người lên luôn. Rồi. Em còn nhiều siêu phẩm đẹp lắm nha. Cái gì ráng theo dõi đi cuối nha. Theo dõi cuối giùm em ha. Em giữ ha. Quá sức cái cây rồi. Mã số mấy bao? Mã số 12. Cái 11, cây này 12. Em này cao khoảng tầm là 2m rưỡi nha quý vị. Tán ngang khoảng tầm 2m đi ha. Đó. Này clip này hôm nay qua quý vị ráng theo dõi đến cuối nha, toàn là cây đẹp không ha. Quá cây quá. Hàng cũng đáng sưu tầm không nè. Này chơi cây đáng cây nè. Mày đo cái thấp thân. Các anh chị nào thích thoát thân cao thì ủng hộ em cây này ha. Nói chung em này cũng không thoát thân cao đâu quý vị. Không có mà trong vừa. Cho dẫn thẳng cho thoát thân từ tay cành nhất tới cổ thôi nha. Đây là 26. 6 ha. Rồi sẵn cho hoành luôn. Hoành em đo ngay cổ trên đây nha cô chú anh chị. Rồi đo ngang đây là 33. Ôm hết cái phần nạc coi nhiêu. Ôm nạc nha quý vị. Ôm nạc. Củ nạc là 67. Thôi lấy 6, lấy ra phần nữa lấy 68 cho. Lấy 68 nha. Lọc phát cho đợi. Đúng rồi, xuống xíu là 68 đi cô chú anh chị. Lấy số đó cho nó đẹp quý vị chứ không. Cái đi. Cái đẹp. Sẵn đó cho đừng kính bầu luôn đi. Kính bầu là 7 60. 60 cô chú anh chị. 60. Rồi đừng kính bầu 60 nha. 60 nha. Sẵn gì chuẩn bị 60. Chậu hay bồn gì ha. 60 nha quý vị. Rồi. Xây xây đế luôn. Để cộng bắp nè. Đó. Đó. Quá trời cây này đẹp luôn. Rồi. Số nôm đó là cô chú anh chị một găng tay em. Nôm. Giá luôn như Khang. 7 triệu anh. 7 triệu ha. Giá luôn 200 cây số à. 200 cây số ha. Sao nãy giờ không lôi cây trong đó ra đi. Rồi, xuống cây. Xuống cây. Xuống cây. Vô đây được không? Vô đây đi, vô đây đi. Ngoài sau lưng bực nè. 1 2 3. Thắt dây đi. Này đi xe tải. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Đây. Lên luôn quý vị ơi. Cây nặng nặng không à. Hai ngưỡng bên đi ra xong qua kia. Lên. Rồi, lên luôn. Mã số 13. 14. Ủa 14. 14 hả? Ừ. 13 rồi. Luôn đi. 13 luôn cô chú anh chị ơi. Trở lại đi. 13 luôn đi cô chú anh chị. Mã số 13 nha. Hồi nay lâu lâu chơi số 13 luôn ha, chứ bình thường không có số 13 ha. Rồi vô số 13 luôn. Rồi em này cao khoảng tầm là 2m 2m1 hay 2 gì quý vị? Nằm khoảng đó ha. Tán ngang chắc khoảng 1m8 nha quý vị. Số 13 đi. Rồi, tay cành đây. Ra ơ có chuyện cái gì tắt cái ghê vậy. Rồi xây xây tiếp luôn. Lắc cái ghê vậy. Rồi xây 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 luôn. Lắc cái ghê quá. Rồi. Đang vào được cái máy không? Rồi, mình vô cái quành em nói luôn nha quý vị ơi. Đây 27 nha cô chú anh chị. Rồi 27 hoành ha. 27 hoành. Ôm thử cái nồi cái con cái nồi đế này thử coi. Hết cái nồi đặt ha. Nồi đặt thôi nha. Cái nồi của đặt thôi. Nồi đặt thôi. Nồi của đặt nè. Rồi ôm vô nhiêu? 79. Rồi lấy 79 78 gì nào. 79 là đẹp ha. 79 này đẹp. 79 á. Thần tài. Số thần tài. Rồi. Dướng à. Dướng cái tàn bả luôn thôi, trả ngược lại đi. À, xây ngược lại, dướng cái tàn bánh ha, tàn vườn này thằng bự bự không ha quý vị nè. Nay em về mai đẹp không rồi cô chú anh chị ơi, đây đáng sưu tầm luôn cô chú anh chị. Em về về là trồng ngắm nghía hoài luôn, không chán luôn cô chú anh chị ơi. Cho ăn vòng đế đi. Nay quay hơi lâu nhưng quý vị, tại cây đẹp quay cố gắng quay kỹ nha. Quý vị ráng theo dõi nha. Rồi, giao luôn nhiêu đây?
Rồi cái này em vô lưu cho cô chú anh chị mình 3,5 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi 3,5 triệu bao ship. Rồi xuống cây luôn bao ship toàn quốc. Cái ngược chưa tổng. Cái ngược chưa tổng. Số này không? Là 13. Ôi, trời ơi. Rồi lên 14 luôn. Đây. Rồi mã số 14 ha. Rồi em này cao tầm 2m2. À, tán ngang chắc khoảng 1m8 à quý vị. À lấy 1m7 nè. À giảm xuống 10 cm cho nó chắc. Rồi này túng cái tàn đây rồi. Rồi đọc chủ đây quý vị. Em này ơi coi chừng ngã. Phụ anh ta rồi. Rồi được rồi. Thân quý vị này dán lông ha. Này, lắc nè có nhân quái ha. À dán lông. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn nha quý vị. Cái hoành này chắc đo ở trên tử hay dưới tử đây. Thôi đo thử cho dưới đây coi nhiêu ha. Cái ha. 31. 31. Trên tử 25. Đó, hai vị trí nha quý vị. Hai vị trí thì cô chú anh chị nào thích cái này thì cứ alo cho em ha. Rồi, thì đó trên đây. Là 25 ở dưới là 31. Để đặt cái tên ha, cộng lực. Qua wow, chợt nồi đế. Đế nơm sổ gan tay em luôn. Gan tay luôn. Mã số 14 cho cô chú anh chị. Rồi, mã số 14 đây nè. Rồi, 14 thì giao luôn nhiêu đây? 3,2 triệu bao ship rồi, toàn 3 quốc. 3,2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây luôn. Đó. Rồi, mã số tiếp theo luôn, 15 luôn ha. 15. Mày dữ à. Chơi vô đi. Rồi, mã số 15 quý vị. Em này cao tầm khoảng 2 mét nha quý vị. Rồi, tán ngang em này khoảng tầm là 1m7 ha. Đó. Rồi, đọt chủ nè. Cái tàn luôn quý vị, ngắm nghía kỹ nha. Rồi, xương cành luôn. Từ xuống đây. Đó. Quá tay cành nó lực quá trời. Rồi mình vô cái hoành luôn ha. Em này thoát thân rồi, muốn không có thao thoát thân luôn. Không có thoát thân luôn cái chú anh chị ơi. Ngay cái ngắn đây nha. Cái eo nè. Đó. 40 đúng luôn. 40 đúng luôn, ngay đo ngay đó là cũng ngay đầu đó. Rễ luôn rồi đó. Ngay đầu rễ luôn của chú anh chị. Đo nó đâu như cái gì. Đó. Chính xác 100% ha. 40 là đúng luôn nè. 40 đo ngay đó. Rồi. Đo hai cái luôn. Đo hai cái nhánh cành ra. Đó tay cành nhất luôn ha. 16. 16 có hơn ha, gần 17 luôn đó. 17. Em này 17 nè. Nhắm chi là hơn cái đó. Em bên đây thì 17 luôn giác. 18. Rồi để luôn à quý vị ơi, tay cành cũng 17 ha, cỡ 17 17 ha, để sổ ha. 5,2 triệu bao ship toàn quốc cô chú anh chị. 40 hoành. 40 hoành. 5,2 triệu bao ship toàn quốc luôn. 5,2 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 15 nha cô chú anh chị. Rồi mã số tiếp theo đây quý vị, mã số 16 ha. Thôi cây 17 nữa đi, 17 cho đây. Em này cao đụng nóc luôn, lấy 2 mét máy đây quý vị, 2 mét đụng nóc này cũng khoảng mấy em? Hử? 2 mét 7 đi ha. Rồi tán ngang em này chắc khoảng tầm lấy 2 mét nha quý vị. Tầm cao nè. Để là mình do anh kéo lên mới tới rồi quý vị, không có ra lùi ra nữa ha. Rồi. Đó, đụng wow, nóc luôn. Trời cây này đẹp cô chú anh chị ơi. Rồi xương cành luôn quý vị. Thì cũng nghĩ kỹ xương cành nó nha. Tay cành cũng đặt kéo hết trơn nè. Chưa. Đang lát có gì rồi đem cây này rồi, vô đó mình đi. Rồi vô cái hoành luôn. Có gì không? Nói chung tắt. Rồi hoành hoành hoành. Rồi ngay đó chứ không ngay đầu nữa quý vị. 37. Rồi, hoành 37. 37 hoành của chú anh chị. Rồi, qua wow, trời. Cái nồi đế nó cái. Qua wow, trời cái nồi đế nè. Ôm hết cái nồi nhiêu. Ôm thức, ôm nhẹ vô coi nhiêu đây. Rồi, 140. 140 đúng. Mã số 17 này, mã số 16 của chú anh chị, mã số 17 là cuối clip của em nha. Qua wow, rồi nó sơn sổ
Rồi, giao lưu bao nhiêu đây? 5.8 triệu anh. 5.8 triệu. Ship. Bao ship 200 cây số. Cây này cao quá, xá cao. Đụng nóc nhà của em luôn rồi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi tắt đi. Thế mà mã số 17 nha cô chú anh chị. Cố lít luôn anh em ơi. À, cũng là một cây hàng cũng hàng đáng sưu tầm đây quý vị ơi. Đó. Dữ ha. Đây mình đứt lượng tán ngang trước đi. Đây tán ngang đây bít màn hình. Cả 2,5 mét. Ê à, em đứng thêm người đó là được luôn. Là coi anh Hải với khen cho cả hai người giăng tay đâu có thấm thế gì cái tàn này đâu quý vị. Nó 2,5 mét chắc hơn khoảng 3 mét. Tán ngang cả 3 mét nhưng quý vị. À, hai người mà đưa cái tay ra hai cái giăng tay vô không có thấm thế gì cái tàn ngang này ha. Rồi cao thì chắc khoảng tầm lên tới cái đỉnh chắc khoảng tầm 2m3, 2m4 gì quý vị. Tán ngang thì rộng khoảng 3 mét ha. Đó, tàn xe rộng nè. Đây. Này em bao 200 cái số nha cô chú anh chị. Tàn quá rộng ha. Xương cành đây. Đó. Xe rộng đến nỗi mà nó đụng tùm lum mình la vòng vòng mấy cái vòng vòng luôn. Đó, xương cành nè. Rồi cứ xe tiếp. Đó. Cái hàng đẳng cấp không ha. À, đáng sưu tầm luôn cô chú anh chị ơi. Về trồng trước cửa nhà là quá đỉnh luôn. Ra ngắm nghía luôn. Rồi. Bông là bao xương đẹp nha đây. Xương bông có ha. Mặt hoa rồi cô chú anh chị. Màu vàng nó màu vàng đẹp luôn á. Màu vàng à, cho ăn vòng nó đi. Rồi. Quá rồi. À, hết tuyệt để luôn ha. Bàn tay không nhầm gì đó. À, tại bàn tay mình nhỏ quá. Tại cây bự. Quanh 38 à cô chú anh chị ơi. Khoảng 36. Ủa gì? Có mấy? 36. 36. 36 nhưng quý vị 36 nha cô chú anh chị ơi. Đó. Đế thì khỏi nói rồi. Đó. Quá xá đế rồi. Cái bầu này khoảng nhiêu đây? Đường kính bầu Khang. Không ngang qua. 70 đi ha. 70 anh mấy cô chú anh chị. Đường kính bầu 70 nha quý vị. Rồi đế luôn. Đế ơi là đế ha. Đó, chỗ nào cũng có ha. Đó, mặt nào cũng có hết trơn đây quý vị ha. Đó. Clip dài quá em còn một cây sù nha cô chú anh chị nè, có ưng thì alo cho em ha. Cây sù đẹp bao đẹp luôn á. Sù bao đẹp luôn à. Mày còn clip dài quá mà nằm trong kẹt kéo ra không được. Kéo ra không nổi. Kéo ra không nổi. Rồi, cây này cài... giao lưu nhiêu đây? Rồi cây này em giao lưu 7 triệu bao ship 200 cây số. Rồi cuối clip có vài lời Dũng nói với chị không Khang? Cuối clip em cũng chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe ha. Làm việc cái gì cũng được thuận lợi hết ha cô chú anh chị. Rồi coi hết clip rồi coi cây nào được ủng hộ em ha cô chú anh chị. Rồi, em chào cô chú anh chị.